còn thấy đường ông cắt cái đồ nữa kìa. 90 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà ông sống tự lập một mình hay thiệt ta ơi. Các bạn để sẵn mười mấy năm nay một luôn rồi nè. Đây. Để lâu quá rồi mưa gió nắng cái hướng này là những cái gầm lớn trên chùa cúng rồi ba cái bông đó ông xin về ông lột ngang là bông quệ. Nha, quệ trắng nha. Đó. Củi. À nhà củi đi hả? Nhà củi á. Dạ. Cái bác về bác thấy nó dọn củi cho tao ở đây cho mình tao mát. À. Kiếm lên ông đâu có chùa ở lúc ba còn sống luôn. Dạ. Ông chùa ông ở vậy à. Ông bới chân cơm cúng bả rồi. Bả mất rồi. Dạ. Hai chồng mất con. Đó thấy chưa biết ý không? Mình bắt rự. Để tiền mua thuốc cũng không có dám mua đồ ăn đâu. Dột quá ông làm nè, tự ông làm nè. Dột quá rồi ông nhét vậy nè. Lấy là quần áo. Dạ con chào ông ạ. Dạ. À, ông cảm ơn. Dạ. Thì mua có mua sữa, tiền mua sữa anh xua uống rồi. Hổng bệnh té có tiền mua sữa rồi vui không? Có tiền mua sữa rồi vui không? Dạ, các anh rất là vui lắm. Dạ. Rồi. Mến chào cô bác anh chị em. Hôm nay Cao Hớn mình đi chợ Lách Bến Tre để tìm hiểu về một cái hoàn cảnh của một ông cụ 90 tuổi, sống một cách rất là giản dị và mộc mạc. Thì ông có những cái mà độc lạ, như là thứ nhất là như con cái đã có một cái căn nhà tường như thế này nhưng mà ông không chịu ở. Ông phải ra sau nhà để cắt một cái căn trại và sống một mình, tự bươn tự chải và tự nấu cơm luôn. Mà năm nay ông đã 90 tuổi rồi. Và điều thứ hai là mình nghe nói là đây, trước mặt mọi người nè, đây là một cái quan tài. Ông chuẩn bị sẵn, khi nào chừng nào ông mất thì nhờ con cái sẽ bỏ vào bên trong đây để đem ra phía sau để chôn thôi. Đó, đây là quan tài của ông để sẵn nè. Và đây là một cái căn nhà lá mà ông chỉ thích sống như thế này, nghe nói cũng khoảng trên 10 năm rồi. Ông ăn chay niệm Phật từ lúc nhỏ đến lớn luôn. Thì hôm nay mình đi xuống đây cũng có em Tâm Trần cũng biết mấy anh em đi chung để xuống đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của ông. Đó. Trước mặt đó là người cháu của ông. Đây là cái căn nhà lá của ông nè. Rất là mộc mạc và giản dị. Vậy là ông năm nay là 90 tuổi đúng luôn ha. Dạ dạ. Đi, vô trò chuyện với mấy ông anh. Căn nhà của ông nha. Đây đó. Bằng lá như thế này. Chào ông nha. Dạ. Trời ơi. 90 tuổi rồi ông già sống một mình. Công nhận. Ông biết mấy anh em mình vô ghé thăm ông mặc quần dài áo vô ha. Dạ. Ông dường như ông bị lãng tai phải không ta? Đúng rồi. Thấy ông đeo cái gì? Cái này giống như cái miếc không? Chợ thính. Chợ thính nè. Dạ. Hồi nãy người cháu của ông có nó chia sẻ cho mấy anh em mình biết là ông ở đây trên 10 năm rồi mọi người. Thích ở như thế này á. Gần 20 năm rồi, tự gần 20 năm tự nấu ăn thôi. Đây, những cái đồ của ông nè. Này là ông nấu cơm điển hả Tâm? Đúng rồi, tự nấu luôn, tự xào ăn. Và đặc biệt là giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông chỉ bằng nấu bằng mấy cái nồi cơm liền hết á. Cái nồi cơm và một cái đồ để nấu thôi. Để nấu ăn luôn bằng. Rồi đồ ăn sao không có? Đồ ăn thì có đứa cháu đó gần nhà đó thì mua giùm buổi sáng đó. Rồi để ông tự nấu à. Dạ con chào ông. Hồi ông lịch sự dạ. Quý quá. Dạ ông ngồi đi cho khỏe ông ơi. Ông ngồi xuống đi. Mấy con nói chuyện ông nghe rõ không? Không nghe. Cái máy đi dở quá. Cái máy dở. Hết pin hay gì rồi? Một nghĩ vậy. Là 40 ngàn. Dạ. Mà không có cái nghe không? Có cái không nghe. Này không nghe là khỉ chứ. Dạ. Nói gần gần là sẽ nghe ha. Gắn vô mà không nghe. Ông mới gắn pin rồi đó. Cho chú chỉnh cho ông cái. Lâu rồi, nó pin lâu rồi. Pin mới không lấy con chỉnh cho. Nó không kìa sao nó bắt được nghe được. Nó cứ e nó mới đi chứ. Gắn vô mà không nghe. Có cái lộn đầu là không? Nè lộn đầu. Ông gắn không? Gắn rồi. Ông gắn tự gắn đó. Ông mới gắn á. Hèn ơi, ông ở một cái căn nhà nhỏ xíu mà thấp như thế này. Mà ở gần 20 năm rồi mọi người. Kìa, ông có mấy cái tấm giấy ấy kìa. Ông cụ tên là Trần Tống Tư, sinh năm 1933.
tức là đạt được 90 tuổi rồi quý bà con cô bác. Đúng rồi. Những giấy mừng thọ nè của còn bên mới không? Còn bên mới không? Bên mới đó. Mới rồi không nghe. Ông tài sản ông chỉ có một cái tủ nhỏ này duy nhất để đựng đồ. Tất cả ăn uống hay là cái gì là ở ngoài đây mình nên ông tự phục vụ tự làm hết ha chú. Dường như cái máy lá này đã dột hay gì rồi nè. Ở trên có tôn trên á. Có tôn ha. Đúng rồi. Dạ, bởi vì nó không dột. Tưởng đâu che cái này vậy. Che này cho mát ha chú. Đúng rồi. Bị đó mới đầu lập lá. Dạ. Rồi chú là cháu hả? Cháu kiền bác. Chú kiền bác. Mà con cháu bắt đầu là kêu lên nhà trên ở ông không chịu hả? Đúng rồi. Ở nhà phía sau nhà. Cái cục đó con gái được không? Sao kỳ với bên dở cái vậy? Nhà tường. Ở trên ông có một cái ly hương để bàn thờ. Cái đó của bà xã không? Dạ, của bà cụ. Dạ. Của bác Từ Gai. Trời, ông còn thấy đường ông cắt cái đồ nữa kìa. 90 tuổi rồi. 90 tuổi, cái đó cũng này đủ hả? Dạ. Nhưng mà ông sống tự lập một mình hay thiệt ta ơi. Trời, ông đâu có lời thuộc hay đâu. Dạ. Là ông cụ ăn chay từ nhỏ luôn hả chú? Cái vách nhà của ông cũng bị hở rồi, một lâu rồi, cũng trên 10 năm rồi, bởi vì một mà cái nhà tường trên là nó rất ngon lành mà ông không chịu lên đỡ. Chắc ông không có thích mà để làm phiền con cháu hả? Ông có mặc cảm với con cháu á. Dạ. 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 Không chịu. Ai mặc lòng nghe. Rồi cái hàng ở ngoài là ông lấy về đây là bao lâu rồi chú? Đấy, cũng để mười mấy năm nay luôn. Đúng rồi. Là cũng như lúc đó là ông yếu mới lấy gì hay sao chứ? Cũng như ông người ta tặng cho ông cho ông thôi. Ý bánh chè. À, cũng như là cho trước ha. Đúng rồi. Chứ không phải dạ. Là mua gì, không có mình bình thường. Mà ông để sẵn như vậy chừng nào có ấy thì mình đúng vô rồi, đó cho nó mau lẹ. Dạng có sẵn á. Dạ. Cũng như dưới ông đi dưới người ta cũng thương ông thôi cho. Thì dưới người ta thì cũng... Ông cụ ơi, con nói lớn vậy nghe rõ không? Không nghe, không nghe được. Không nghe luôn. Lớn hơn nữa. Trời, hồi nãy đi vô đây thấy ông đứng còn không vững nữa. Vậy mà sao? Dạ, ông nằm ngủ á. Dạ. Mà tự phục vụ luôn. Hay thiệt. Không hư sáng giờ không biết ông nấu cơm chưa? Hư ổng ấy được. À, một nồi là hủ kho nè. Mới mà không được mà sao mới vậy? Bắt ông nghe. Ơ con thằng lằn. Ừ. Giờ nó làm gì khi cũng ghê lắm. Tất cả cái máy đó máy giỡn hay gì chú? Không kệ ông gì hết trơn mà. Cái máy 25.000 lớn. Bao nhiêu? 25.000. 200. 200. Ở đây có bán không? Có, ở ngoài chợ mới có bán. Ở ngoài chỗ Hoa mới có bán. Bình thường tử mới có bán. Chợ mới mua cho hôm nay cá chừng khác gì mà kỳ vậy. Rồi bị hư rồi. Nó bán gì nó làm vậy. Mình tham quan cái căn nhà nhỏ của ông ở nha. Đó. Căn nhà của ông bằng lá nha mọi người. Đây. Có mấy con chó này gặp mình lạ nó sủa hoài luôn à. Trời ơi, cái kìa, ở trên nhà cái lập thiết nè, không lập thiết là có một cái trơn rồi. Cái nhà mười mấy năm rồi. Quan tài bị mục luôn hả? Chàng ơi, cái quan tài kìa. Cái quan tài của ông để sẵn mười mấy năm nay đã mục luôn rồi nè. Đây. Để lâu quá rồi, mưa gió nắng cái hướng này gọi vô bởi vì mục chốc hết trơn rồi nè. Để tới mười mấy năm rồi. Nhà cũng siêu vẹo rồi. Ừ.
Đó, còn cái nhà trên là cái nhà tường rất là to luôn á, của con mình. Mà ông mặc cảm như thế nào đó mà mười mấy gần 20 năm nay ông xuống đây ông ở, không chịu ở trên chợ. Và tự mình nấu cơm, nấu nước, buông trải luôn. Điều đặc biệt là ông ăn chay niệm Phật từ nhỏ đến lớn. Đi mới luôn không? Mới luôn đó, mà cái máy cũng mới luôn đây luôn á. Mình nó gắn ngược được không? Bây giờ thấy nó không khè rồi, nó khè nghe mới được. Để ghế mà nó không khè là nghe mới được. Ngồi ghế là... Dạ dạ. Vậy là mình nói chuyện với ông mà muốn ông trả lời là phải nói là thiệt lớn. Chê sát lỗ tai. Dạ sát lỗ tai luôn. Nghe mới được. Còn ngoài là cái nào nghe được. Dạ. Bây giờ không lắng tai lắm. À, lúc trước cũng nghe em Tâm nói là có khi là ông là có khi là không dùng cơm mà dùng bông trang là sao chú? Bông trang hả? À, dùng bông trang. Không ăn cơm chứ. Dạ. Bông trang đâu. Cũng bông huệ. Bông huệ. Ngày gầm lớn. À bông huệ có lộn. Em chùa ta cúng á, ông xin gì ông ăn. À có đúng rồi bông huệ tại đây. Dạ dạ lộn. Đúng rồi. Bông huệ. Bông huệ ăn rất ngon. Bông huệ. À vậy là ông xin bông huệ ở trên chùa vậy đó ăn. Cơm ăn. Bình thường. Nó rất ngon, dạ. Mà ông ăn chắc nhiều lần vậy ha chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy ông thích ăn bông huệ? Đó là gầm lớn, ta mới cúng cái đó. Dạ. Chùa rồi ông cúng cho nó ông xin vậy. Ông nghe không kìa? Nói chuyện tôi nghe không? Con nói chuyện gì ông nghe không? Ông nghe. Ông nghe rõ không? Cái máy không nghe. Nhưng mà không cần cái máy, con nói chuyện gì ông nghe rõ không? Lỗ tai này nghe không ta? Không nghe rồi. Được nhưng mà ông không nghe nói mà. Không nghe luôn hả? Rồi. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không nghe rồi. Không nghe. Hay nhà chú vô đây ngồi để chia sẻ. Dạ nhà chú vô đây đi chú ơi. Chú ơi. Chú ngồi trò chuyện chơi chút xíu đi chú ơi, cũng như hỏi về ông rồi. Rồi chú nói thôi, nói gì. Vô đây này, chú vô đây là ngồi kế ông đi. Chú ngồi đây nè. Dạ. Dạ, vậy ông cụ là mà ăn chay niệm Phật từ lúc mà còn trẻ nhỏ luôn hay là sau này mới ăn chay niệm Phật? Sau này mới ăn chú. À. Cũng lớn lớn mới ăn. Chứ không phải là ăn nhỏ tới lớn luôn, cũng ăn thời gian có ăn mặn. Và lớn là ông ăn tu. Dạ, rồi ông mà tu như vậy đó là tu tại gia hay là đi chùa chiền gì chứ? Chùa, hồi trước mới ở chùa. Hồi trước ở chùa. Hồi trước ông ở với Long Thới á. Ủa, ở dưới bao nhiêu năm mà sao giờ ở về nhà? Ở dưới thời gian mười mấy năm á, rồi ông mới về đây. Đó, cũng như chùa, mỗi chùa ông đi vài năm là con quả vậy đó. À. Rồi cứ ở Vĩnh Long, Trường An luôn. Đó, nhiều chỗ lắm. Ở vậy là mình có xuất gia gì không hả chú? Cũng như ông rồi đó, ông đi chỗ này ông ở làm con quả vài năm, chùa khác vài năm. Dạ. Vậy đó. Long Thới có, Trường An có, nói chung nhiều chỗ. Còn cái thánh thất ở đây, sân đỉnh đây là tại đây là cái thánh thất lớn. Còn ông chi nhánh mấy kia là nhỏ, nhà tu rồi đó. Hiện tại ông có con cái gì không chú? Không. Không có con luôn? Không có con. Dạ. Có vợ mà không có con. Dạ. Quá. Vậy là cái nhà bự trên đây là của ai chú? Nhà này là của ông già, bà già thôi. À. À còn ông là anh của ông già thôi. Ông thứ tư, ông già thứ năm. Dạ. À, hiện tại là chú đang ở phần đất là của đứa em ruột. Ai? Ở nhờ đây nè, ở nhờ đây trên phần đất em ruột hay đúng, sao? Đúng, đúng rồi. Dạ, yeah. Chú là cháu. Tôi mà... ở bên kia, còn này là ông bác. Dạ. Yeah. Rồi chú với chú kia nữa là có kêu ông lên trên không? Ông không chịu hả? Kêu ông đâu có lên. Kêu hồi lúc ông già còn luôn á, mà không lên á. Dạ. Yeah. Chẳng thể ông ở vậy à, không chịu lên. Ở cái trò nhỏ thôi chứ không đúng lên. Đúng rồi, ông không chịu lên trên. Rồi cái vấn đề mà nuôi ông á, để cho có gạo hay là có cái đồ ăn hay cơm nước đó thì... ông tự nấu, còn những cái phần đó, thương thực đó thì do chú mới đầu cung cấp cũng hay như sao? Dạng người con cháu thường nó cho, người này kia cho, vậy đó. À. Với ba cái ấp rồi nè, ta cho ổng, thấy ông mình vậy đó, ta cho ổng, chỉ giúp cho ổng. Rồi ông cụ bây giờ vẫn còn cầm tiền, biết tiền đồ xài biết, ông biết hết trơn. Còn biết ha? Nói chung biết. Vẫn minh mẫn luôn. Minh mẫn luôn. Tiền lão biết tấm nào luôn, tiền lớn nhỏ biết luôn. Dạ. Vậy đó. Mắt còn thấy luôn. À, ông còn sáng lắm, minh mẫn lắm. Mà đều cái đi thì chân nó yếu thôi. Dạ. Chứ nói chung là rất là bình mặt. Đi lên chùa đi được mà, bình thường. Dạ. Chứ chùa đó anh quẹo vô đó. À, chỗ chùa đó vô nè. Chùa đó ha. Đúng dạ. Rồi. Vậy là ông theo đạo Cao Đài hả chú? Đúng rồi, nào Cao Đài mà. Dạ. Qua đây nè, vô đây nè. Dạ. Vô trong ngộ đi.
Thôi đợi chút xíu đi, nói chuyện chút xíu, chú ngồi, chú đợi chút xíu. Nói chuyện chút đi. Dạ, chú ngồi đợi chút xíu, hỏi chút xíu. Thôi đi. Thì chú ơi, thì cho con hỏi á, thì ông có cái duyên mà ăn bông mà để mà làm thức ăn đó là từ khi nào hay? Cái đó là thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng. Nói chung là những cái gầm lớn trên chùa cúng rồi ba cái bông đó ông xin về ông lột ngang là bông quệ. Dạ. Nha, quệ trắng nha. Đó. Đó, chứ còn bông trang là không ăn à, bông quệ à. Bông quệ. Bông quệ mình gánh mua về ăn bình thường. Nó ngon không? Bông quệ mà nó dài dài mà nó trắng trắng á, bông nó rất ngon. Vậy cháu không nghe được, cháu không nghe được hỏi không kìa. Ngon lắm. Dạ. Lột ngon lắm. Gắt tiếc là cái máy bị hư ha. Bởi vậy nghe không được nè. Ông ngồi cũng như mình giật tiếp. Ông ăn rồi mà được cái máy ông hư rồi nói chuyện không được nè. Đưa cái tô tôi bị ngâm nước muối nấm cho bác. Bỏ muối vô đây ngâm cho bác. Cái tô. Chuyện chuyện mới dùng. Rồi cái việc tắm rửa của ông là ông cũng không, tự làm hết. Ông tự ông lo luôn. Rồi 90 tuổi mà phải. Cũng như là tự ông tắm rửa, tự ông vệ sinh ông luôn. Ông Tết là ông 91 rồi đó. Rồi thấy ông đi nhắc nhắc vậy nhưng mà đi từ trong cái nhà nhỏ này đi qua bên cái nhà vệ sinh kế bên. Đúng rồi, nhưng rồi mà tôi nói luôn. Lắc nhắc lại là cho họ ông té. Rồi ông bị sượng sau này, ông đi nó vậy chứ bình thường không có. Họ ông té mà đâu có hay đâu. Rồi ông vứt cái ống ông té đó. Rồi ông cụ như thế thì bên phía chính quyền có hỗ trợ gì không? Có, cũng như gạo thóc rồi đó. Cho ông đó. Dạ. Lương, lương hàng tháng cao tuổi. Cao tải tuổi thì có chứ. Cao tuổi ổng giờ lãnh được 300 mấy à. Bị gì mỗi tháng mỗi lãnh. Nhà nước cho ổng là lúc 80 bây giờ mà. Mà là ổng 90 rồi. Ông nhìn khuôn mặt của ông 90 tuổi rồi. Ừ. Ông 90. Mà thấy ông còn minh mẫn ha. Tại vì ông có một cái là cái lỗ tai ông bị nó lãng. Nó ấy rồi. Cái dạng mình không nghe rõ ha. Chứ nói chung là ổng minh mẫn lắm. Lỗ tai ông tốt hả Tâm? Ừ. Dạ. Dưới bên hông á, em thấy là ông có một cái quan tài mà lại bao bọc như vậy đó là cái nguyên nhân mà ông chuẩn bị cái quan tài như vậy là do là người ta tặng hay sao đó. Tặng đúng rồi tặng. Dạ. Ông mừng lắm phải không anh? Mày không nào giờ ông cái trầm trồ hoài đó. Nhưng... tặng quan tài mà mừng á. Dạ. Mấy người nói vậy chứ đâu chết lắm à. Dạ. Không đâu. Nhưng mà bây giờ mấy em mới ra phía sau là thấy cái phần sau của quan tài là mục hết trơn à. Một rồi hả? Dạ một rồi. Anh thấy coi hai chừng mối ăn á. Mối ăn với một giò nó ánh nắng với nước mưa nó hơi tạt vào đó. À. Cái phần đó chưa có che bít bởi vì không, nó cái nó đó coi chừng bị ái chứ phải là một. Có thể bị ái. Đúng rồi nè, hai mối ăn hết trơn nè. Mối hả? Tại nó hở ánh nắng vô á. Ủa mối đâu nó được nắng mưa vô. Nó chốc em thấy là nó chốc sơn luôn. À. Tại vì cái phần đó là không có che được. Phải không? Phía che sau không còn bích. Một đoạn là không có che bít. Cái này mới đẹp lắm, cái này mười mấy cho nên mười mấy năm. Vậy là cái đó giờ mình thấy mình làm gì được không? Dạ. Cho mười mấy năm rồi. Theo cái đi chùa cho. Không, em cũng không rành không. Cái đó mình đâu dám. Cái đó mình đâu dám gớ vô trời. Ở Kim Tỉnh còn cũng xây luôn rồi. Đó là dám gớ xây trước luôn rồi. Người ta cho luôn á, xây xong luôn á. Rồi cái tên chùa nè, dặn chừng nào mà ổng chết thì lên đó làm đám mà ổng không cho. Ông sợ phiền tao, ông nói bỏ vô hàng cho tao đem chôn đừng đem đâu. Dạ, thì ông cụ cũng lo sợ làm phiền người khác á. Ông không cho. Còn tên chùa thì tại vì ông nội bà nội á là làm lớn trong chùa nè, chùa Cô Đài nè. Rồi thấy có công gì đó để ông lên làm đám. Tên chùa cứ đem đánh làm đám mà ông không cho. Ông dặn là tao chết bỏ ông hàng đem chôn đừng có đem đi đâu hết trơn, ông dặn vậy. À, mà không có thâu giải ai nữa. Bây giờ cô vô đây đi. Cho chú gà cô Huy công việc đi. Cho cô nói chuyện chút xíu thì. Gọi cho mày. Dạ cô là như thế nào với người em ông của anh hai đó à, em là cùng là cháu thứ... cháu ruột bên đây luôn à, cháu ruột của bác Tư. Dạ. ba thứ năm bác Tư thứ tư giờ cậu mình ổng thôi à. Dạ. Mấy cô cũng chết hết rồi hồi nãy có nghe người anh ruột của cô có nói là lúc trước là cũng có trước khi ba ruột mất á là cũng có kêu anh của mình là lên trên nhà trên đây ở. Ừ. Nhưng mà ổng không chịu lên. Ổng hồi nào giờ ổng ở đây giờ ổng chịu lên. Dạ. Là từ lúc mà đi chùa về là xây nhà ở đây luôn hay sao? Cái nhà này đó nhà của ba chất củi. À nhà củi đây hả? Nhà củi á. Rồi cái bác về bác thấy nó dọn củi rồi tao ở đây cho mình tao mát. À. Kiếm lên ông đâu có chùa ở lúc ba còn sống luôn. Dạ. Ông chùa ở ông ở vậy à. Ông bới chén cơm ông cúng bả rồi. Bả mất rồi. Dạ. Hai chồng có con. Kết hôn bao lâu thì không có con? Không biết hồi đó ba ông chục tuổi á. Có, dạ. có chồng có vợ tới giờ mà không có con. Dạ. Nhưng mà bả lấy chồng khác thì bả có con mà ở với ổng có con, ổng hai đời vợ luôn á. Dạ.
Một đời vợ bên phép nè là có chồng khác, có con, còn bà này thì chết rồi, không có con. Trời ơi, con đang chín uống. Dạ dạ. Trời ơi, uống bia rồi chứ uống nước cái gì? Nghe không? Ông cụ hiếu khách lắm, mới tới hồi nãy là nhắc giới đồ lắm rồi mời mấy con uống ăn. Ông có tiền chứ có tiền cũng làm phước lắm, ai khổ cũng giúp người ta hết á, mà ông đâu có tiền đâu. Không có con cái, không ai nó có mình mấy đứa cháu thì thôi chứ không có, ổng có con. Nhưng mà nói chung cháu thì ai cũng có chồng, có vợ rồi cũng lo, đâu có lo được cho ổng đâu. Ổng già hơn mình, tự nấu cơm ăn, tự giặt đồ luôn. Bữa ông hổm đi nè, cái ống nước ở đó, ông đi ông té. Ông té ăn cái, đi cũng không câu để té ăn cái rồi. Ôi tao đau quá, tao đau quá. Té hôm nay còn không, còn đau không? Hổm nay té còn đau không? Sống còn đau. Sống uống thuốc. Mà uống mà không làm được. Trời, uống nó đỡ chứ. Sợ tốn tiền á. Đau sao? Không uống cái chết luôn ở đó. Đau lắm. Còn đau. Không chịu uống thuốc, không chịu uống thuốc. Bữa qua thì cũng nói tao khổ quá. Tao già, tao bệnh đau rồi, tao khổ mà tao không tiền, không hết gạo. Mới xúc cho ông qua 3 kg gạo nè. Mới hôm qua xúc ông anh chạy qua lấy á. Tôi nhà tôi bên sông nè. Tao khổ quá, tao bệnh đau mà tao không tiền bạc, không gạo thóc gì hết á. Không đồ ăn uống kho đủ đủ á, đủ đồng này nè, ông bẻ vô cho đủ hương, kho nước tươi cũng ăn vậy đó. Rồi không gạo, không tiền bạc, không gên. Rồi té cũng không chịu mua thuốc uống. Rồi nó để con mua cho bác, nó thôi tao không uống đâu. Tức là có thuốc tây đầy đủ mà cái cụ không chịu uống ha cô. Ông chỉ uống thuốc áp thôi. Dạ. Bữa hổm ông quên uống nó lên 20 mấy độ chở ra nhà thương, ông đâu có chịu. Ông không chịu ra nhà thương, ông nói tao chết đừng chở tao ra ngoài. Ông lên 20 mấy độ luôn á. Ông quên uống. Tại vì mấy con biết á, đôi lúc cái người tu á, người ta có thể là người ta muốn cái thân xác người ta không có quan trọng. Ừ, đúng rồi. Người ta muốn ra đi chừng nào là tốt chừng nấy nữa, có người ta suy nghĩ cái đó đó. Thân xác nó là giả tạm thôi đó cô. Bởi vì cũng có người. Ông ăn á là không cần gì hết á, ông kho bí hoặc cái kho củ cải hoặc đu đủ người ta cho gì cũng kho cái nấy, cũng kho nước tươi cũng ăn vậy à. Quanh năm luôn. Đằng này đi qua thì mua tàu hũ núm cho ổng, còn không ổng ăn vậy á. Rồi ví dụ như ông cụ mà người ta thăm viếng á, người ta trợ duyên cho ông 100 ngàn, 50 hay là 200-300 gì đó thì ông gửi cụ mua giữ, đó. Cụ giữ tiền hay sao? Ông gửi mua thuốc uống. Mua gửi, thuốc ho đó, thuốc ho, ông có bệnh ho. Thuốc ho uống, huyết áp uống. Chứ ông đâu ra nhà thương. Ý là tiền người ta cho là ông cụ ông tự giữ hay là tự sao? Ông tự ông giữ. À. Tiền của ông đâu có ai lấy được. Dạ. Khi nào ông bệnh ông không chịu mua thuốc ông nói ông để không ông có tiền. Mình nói mình bỏ tiền mình mua chỗ ông không chịu uống nữa. Ông nói thôi mày không có tiền tao không có uống đâu, đừng có mua tao không uống đâu. Dạ. Bây giờ than đau mà uống thuốc không chịu uống. Đâu cô hỏi gần lỗ tay ông coi hỏi ông cụ còn tiền không? Bữa nay bác còn tiền không? Nè. Còn tiền không? Hả? Còn tiền không? Ít lắm thì còn ít lắm. Ít thầm tao còn ít còn tâm. Còn ít trăm, ít trăm. Không dám ăn đâu, còn ít tâm là không giờ dám ăn đâu. Dạ. Sao không dám ăn cô? Sợ hết, không có tiền mua thuốc uống. À, mua dầu đồ sức, chỉ hái đồ đủ cái kho ăn thôi. Dạ. Tao còn ít tâm là không bao giờ dám mua gì đâu. Đằng này cũng bị bệnh tao bán tập quá đó, kêu ông anh đem sữa cho ông uống. Sữa. Ngày hôm qua, anh Hai có đem sữa cho bác không? Đó thấy chưa, biết ý không? Bệnh bác sữa. Để tiền mua thuốc uống. Không có dám mua đồ ăn đâu. Ngày hôm qua anh Hai có đem sữa cho bác không? Nè. Hôm qua anh Hai có đem sữa cho bác không? Có. Ừ. Phải nước sôi uống nghe. Đừng có chăn cơm nó bệnh chết á. Sữa mà chan cơm. Trời đất ơi, ông nấu nồi cơm ha. Ông nấu nồi cơm thấy thèm, nấu cơm nhỏ đó, bắt đầu ông gưới sữa gì nè, ông ăn gì nè, ông múc muỗng ăn vậy đó, không cần ăn cái gì á. Chỉ cơm nóng với sữa thôi. Ông gưới ông ăn là thấy mình ngán luôn á. Mình phải dặn phải nước sôi không phải gưới sữa đúng. Sữa gì mà gưới? Sữa bò đó, sữa lon á. À sữa lon á. Ông gưới gì ông ăn, mình thấy mình ngán mà không ăn gì được á. Nhớ nè, Vĩnh Long á. Vĩnh Long xuống con Tư xuống tâm. Nó sao có 100 ngàn. Có 100 ngàn. Mấy người đứa cho được 400 trăm. Ừ. Mà ở Vĩnh Long xuống. Ở đâu xuống rồi nào? Con ba. Bác nó cảnh sát quỳ. Ừ. Chết rồi. Ba là muốn chết rồi. Xuống được bao lâu rồi? Nhớ lâu, không? Lâu hả? Nửa tháng, tháng. Ừ. Không có đồ ăn thì kêu mấy đứa nó mua chút đỉnh, gửi nó mua chút đỉnh đúng không? Vì tàu hủ ăn. Chứ mắc ăn không gì sao chịu nổi. Có
Trời tối cái, ngày cứ vậy không kho vậy ăn hoài giết nóng chết luôn mà ổng ăn canh. Cô, ta già ta ăn canh ổng ăn. Cô hỏi cụ về cái sự việc mà nhận của quan tài nằm cái bên dưới Đào Vĩnh Nguyệt kia, hỏi cụ có sợ. Trời đất dễ vậy ổng sợ. Hỏi. Người ta hỏi. Bác để cái quan tài nè với cái xe kim tỉnh rồi bác có sợ không? Có sợ chết gì không? Để kia kim tỉnh á, cái quan tài ở đây nè với xe kim tỉnh ngoài bác có sợ chết không? Không. Bác có sợ chết không? Không. Hả? Không sợ hả? Sợ không? Biết mà. Để cái hàng đây nè, sợ không? Hả? Để cái hàng nằm đó sợ không? Gì? Để cái hàng sát bên này sợ không? Đâu có sợ. Không có sợ. Không có sợ đâu. Không có sợ đâu. Sợ. Mấy chục năm nay đâu có sợ. Không có sợ đâu. Dễ gì ổng có sợ chết đâu. Ông nói bệnh ông ghen ấy. Ông kêu ông nói Tấn ơi, Thủy ơi, ông kêu hai người thôi. Ông chết. Ông Tông chết rồi, ông chết. Khổ mấy anh. Thấy không? Những người mà có tu người ta nói là thân xác giả tạm thôi, chỉ mắc rồi người ta sẽ khỏe hơn. Rồi ăn thì ông nói ăn cho sống thôi chứ không phải ăn mà để đây mà sống đây mà ăn. Ăn cho qua ngày thôi, thằng giáo ông ăn gì cũng được hết đó. Đưa sữa cho ông kêu ông khoái uống, ông có khoái chăn cơm ăn vậy đó. Nó là cơm rồi ông Trang. Là làm vậy cho đỡ tốn đồ ăn. Một ngày á là sáng 5 giờ ngủ dậy ông nấu được cơm ăn nha. Là ông nhịn tới 1 giờ chiều, 1 giờ chiều nó ăn cơm chiều đó rồi tối là không có ăn gì nữa hết trơn á. Ngày ăn hai cử vậy đó. 5 giờ sáng với 1 giờ trưa. Rồi 1 giờ trưa là cơm chiều của ổng đó. Ngày hai cử thôi. Ổng có ăn bánh ăn trái gì trơn á. Mà ăn cơm không có đồ ăn nữa vậy. Đâu cô hỏi ông ngủ ở đây vậy có sợ mưa gió gì không? Sập giấy được không? À nước gần đây hả? Nước uống nè hả? Ờ, ông phe kìa. Tự sách luôn. Tự sách luôn hả con? Sách thấm té đó. À. Bữa hôm sách cái ông té, nhỏ té, em nó làm cái ống nước vậy nè, nó lên cao, nó không có để thấp xuống cái ông đi ông té. Bắt ngủ rồi bắt cái sợ giọt không? Sợ trời mưa giọt không? Nè. Trời mưa đâu có sợ không? Hả? Sợ trời mưa không? Sợ mưa giông. Sợ mưa giông ơi, sợ mưa giông ơi. Đâu giọt quá, ổng làm nè, tự ổng làm nè. Giọt quá rồi ổng nhét vậy nè. Em ra lấy ra quần áo rồi ra. Vô ăn lên xuống. Nó giọt rồi ổng làm đó, ổng mò mò ổng làm. Tự làm luôn. Trời ơi, nói hoài à, đã già yếu rồi, bệnh hoạn, không lo, nằm nghỉ đi. Cứ rảnh cái ra mần cỏ cho nhỏ em đó. Mần cỏ hoài, mần cỏ té lên té xuống cũng đi mần nữa. Rồi ổng không ngồi công không được làm sao á. Ông yếu rồi ông mới ngồi thôi. Ông mạnh là ông đi ra ông bằng cỏ vậy đó. Yeah. Rồi về lâu lâu nó về nó cho được vài cái gạo. Vậy thôi chúng đâu có gì đâu. Rồi ông ngủ nè. Ông ngủ nằm như cái giường nè. Tôi thấy tôi mua cho ông cái niệm nè. Niệm mỏng vậy nè ông nằm. Không có chiếu gì luôn hả? Ông nằm vậy đó. Chiếu gắt luôn vậy? Chiếu ông lót dưới đây nè. À, chiếu cũng gắt rồi. Gắt hết trơn rồi. Yeah. Rồi ông đâu có dám mua cái niệm đâu. Tôi mua cái niệm cho ông nè. Niệm mỏng cho ông nằm. Không dám mua, tiền không dám mua để mua thuốc không mà không dám mua vậy. Rồi bây giờ ông thông qua danh sách của Mạnh Thường Quân giúp đỡ. À. Cô phiên dịch là giùm với chú nha. Cậu nha. Mấy ông. Rồi. Nó không nghe. Ông anh thì ông đi công chuyện rồi. Đầu tiên cái này tôi đâu có biết đâu. Cái ông xã tôi cũng làm cái trển ổng mới quen cái ổng mới đưa ông. Cái ổng mới chụp hình ổng mới gửi lên. Chứ đầu tiên đâu có ai biết ông xã ổng gửi lên á. Là đầu tiên có cái tớp người nào đi á, giờ cũng không nhớ nữa. Cũng hai ba người vô á. Mà khác, nhìn khác. Dạ. Yeah. À, một lần á vô cho được đi cho hình hồi mà ông xã chụp hình gửi lên giờ là đi xuống được cho hai lần nhưng mà không biết một tớp là hai tớp nha, tôi không gành, không có chạy qua đây nữa. À, một lần cho được 500, lần cho được 1 triệu tới giờ thôi đó. Trời ơi, cụ thường không kêu làm nước cho mấy con uống kìa. Thường à. Không có tiền đưa tiền mua lấy gì đâu mua. Không có tiền sao mua? Không có tiền mua nước gì uống gì? Cô, cho uống nước thùng hả? Cô gỡ cái máy đó ra đi, cái máy đó hư rồi đấy. Nhìn như cái lỗ tai của cụ bên đây là nói chuyện nghe hay hơi đó. Cái lỗ tai đó là cái này có nghe rồi gắn vô. Không nghe gắn rồi làm gì dục đi. Không nghe. Bị hư rồi. Hả? Pin hả? Minh hư hả? Máy 235 ngàn. Máy không? Cất đi để dành mua pin khác rồi thay vô. Ủa.
Vậy là cụ vẫn còn biết tắm tiền, biết tiền đồ xài. Biết chứ, ông biết tiền, ông biết tiền hết á. Dạ. Với 500 ngàn là ông biết hết. Ông không có lẫn đâu. Dạ. Ông vậy chứ, ông chỉ bệnh thôi chứ ông có lẫn đâu. Cụ ông ơi, nhớ hết luôn á. Có điếc rồi. Ông cụ, con khát nước của ông cho con tiền mua nước uống rồi. Xin tiền mua nước uống kìa. Xin tiền mua nước uống có không? Ừ. Xin tiền mua nước uống. Chứ không lẽ ông mời nước đây rồi hả? Mua nước uống. Mua nước uống. Ông nói có giống như là ông để mua thuốc uống á. Ừ, cái là mua thuốc uống. Để dành mua thuốc uống. Chứ không dám mua đồ ăn đâu. Hỏi rồi, mấy chú này hết xăng rồi xin tiền ông đổ xăng về được không? Bây giờ mấy chú này hết xăng rồi xin tiền đổ xăng về bác có tiền cho không? Nè. Mấy chú này hết xăng rồi đồ xin tiền đổ xăng về. Có không? Hả? Đổ xăng, xin tiền đổ xăng. Có không? Đâu có. Đâu có. Hồi nãy ông nói còn mấy trăm nữa cho con mượn đi. Đâu có. Lỗ tai cũng dài ghê á. Lỗ tai cũng như lỗ tai Phật. Thấy thương không á? Nó nói bác đừng lo, bác ăn cực khổ vậy, bác sống tới 100 thôi, sống chi cực khổ, chết mẹ cho rồi mẹ ơi. Ông nói vậy á. Chết đâu chết thắt cho rồi. Dạ, để con qua con gửi cho cụ giúp ít á. Dạ cụ ơi, hôm nay con biết đến hoàn cảnh của ông á, con đến đây con chia sẻ chút ít tiền cho ông để có tiền mua gạo, mua đồ ăn nha, mua sữa uống. Dạ. Nghe không? Nghe rõ không? Nghe rõ, cảm ơn đi. Nghe rõ thì cảm ơn đi, nghe không? Cảm ơn. Rồi cho con hỏi nha, cái tấm tiền này là tấm tiền bao nhiêu? Này nhiêu nói đi. Nói đúng thì mới cho. Nói đúng thì mới cho nhiêu, này nhiêu. 500. Nghe chưa? Biết hết luôn á. Biết 500 ngàn. Biết hết luôn á. Dạ. Không có lẫn đâu. Dạ ông ơi, thì cũng thông qua để con biết đến hoàn cảnh của ông đó. Thì con thấy thương ông quá. Con cũng có ít quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân. Con xin chích chút ít mọi người để con gửi đến ông, có thêm tiền để gửi cho cô bác mua lương thực cũng như là mua sữa uống để bổ nha ông. Dạ sau đây con Cao Hớn mình xin đọc tên cô bác anh chị Mạnh Thường Quân ạ. Cao Hớn mình xin chích quỹ thiện nguyện của cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ là 500.000. Thứ hai là của cô Tiết Ngọc ở bên Mỹ là 500.000. Thứ ba là của một em gái giấu tên ở Mỹ là 500.000. Thứ tư là của anh Tiếp ở Biên Hòa Đồng Nai là 500.000. Thứ năm là của cô Hiếu Nguyễn ở bên Mỹ là 500.000. Thứ sáu là chị Mỹ Linh 500.000. Thì con chích 6 quỹ thiện nguyện của cô bác anh chị là được 3 triệu. Con xin gửi đến ông. Mấy tờ ông? Mấy tờ? Để đường đếm nào. Đếm coi được nhiêu. Là 3 triệu con gửi đến ông ạ. Dạ con chào ông ạ. Dạ. Ông cảm ơn. Dạ. Thì mua có mua sữa, tiền mua sữa anh xua uống rồi. Không bệnh táo có tiền mua sữa rồi vui không? Có tiền mua sữa rồi vui không? Dạ, các anh rất vui lắm. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn các anh. Dạ. Rồi ông có tiền mua sữa mừng lắm á. Bữa hổm mà bệnh mà đâu có tiền mua sữa uống đâu. Tôi đem sữa bò cho ổng không à. Dạ. Ổng thì có sữa anh xua uống mới chịu nổi. Sao ông khóc vậy? Sao ông rơi nước mắt vậy? Yeah. Sao ông rơi nước mắt? Yeah. Rồi cắt tiền cho kỹ nha. 6 tờ. Yeah. 6 tờ 500. Yeah. Cắt cho kỹ nha. Là biết nhiêu, biết mấy triệu không? Có biết mấy triệu không? Không biết. Yeah. Biết chứ, không biết. Có cái máy mà mới mua mà không nghe thì chắc anh lời nói chuyện không nghe. Dở quá dở. Dở quá dở. Khổ. Các anh lại nói chuyện mà không nghe được, dở quá dở. Thương ông quá. Không sao. Để có dịp mấy con đi ngang sẽ ghé ông thăm lần sau. Chừng nào có dịp rảnh đi ngang. Sửa máy nha. Sửa máy cho ngon lại nha. Các anh lại thăm người mà không có miếng nước uống. Lại nhắc đến nước. Thẹn lắm. Dạ. Cảm ơn các anh đó chị. Thẹn lòng. Thẹn lòng. Đâu là uống nước chích không à. Ông uống trà. Dạ, ông uống trà gì hết, ông uống trà. Nước nấu đun sôi thôi hả cô? Chứ không uống trà gì hết á. Dạ. Ông chỉ ăn cơm thôi, không có uống gì á. Ông cà phê, cà pháo gì hết á. Dạ. Chỉ ăn cơm thôi. Ngày hai cử à. Ông vui, ông ghê nước mắt à. Ông mừng lắm á. Mừng. Bữa hổm ông bệnh mà đằng này thì bán, nói chung bán tập quá, đem sữa bò cho ông đâu có sữa ăn xua.
Chú Xua mất tiền đâu có mua đâu, ông bệnh chị ông ăn không được, chỉ có uống sữa anh Xua là mấy là mấy triệu đựng nổi mà đâu có tiền mua sữa anh Xua cho ổng đâu. Sữa anh Xua hộp sữa lớn giờ gần cả triệu bạc luôn rồi, mà bác bệnh không ăn được chỉ uống sữa anh Xua thôi, mà ổng có sữa anh Xua là ổng không sống được lâu. Rồi ông cắt tiền cho kỹ nha. Ừ. Rồi cắt tiền cho kỹ nha, chừng nào giờ có mua đồ ăn gì gửi cho con cháu mua nha. Giờ nói gì nói lát đưa tiền cho cháu mua cho ông hộp sữa anh Xua cho ông không chịu đưa đâu, ông chịu mua đâu. Không chịu đưa. Nói với ông đi. Để ông lên nè. Hả? Chút mua sữa anh Xua cho bác uống nha, chịu không? Sữa anh Xua á? Sữa bữa hổm con mua cho bác lon đó. Chứ uống cái đó mới sống được lâu. Nghe. Chứ thôi không có đưa đâu, để dành mua thuốc uống à. Dạ. Cái tiền đó của ông thì ông lấy đi. Rồi thôi cũng buổi trưa chắc mình mấy anh em mình rút ha, để cho ông nghỉ ngơi. Mấy đứa ăn cơm chưa? Dạ được rồi cô, được rồi, con đi rồi. Tới đâu ăn tới đó không có sao cô. Dạ. Rồi cụ thôi ơi. Cại cũng như làm phước đi. Dạ. Làm phước đi. À, cô ngồi cô nói với cụ là mấy con đi về ha. Ừ. Chúc cho cụ nhiều sức khỏe. Dạ. Bây giờ mấy ảnh đi về nha, ảnh nói bác có đi về nha. Dạ. Dạ. Rồi cao hứng. Rồi chào đi, chào đi về kìa, chào đi. Chào đi về kìa, chào đi. Chào. Dạ. Cao Hấn cũng như cùng với mấy anh em mà cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh nói Thường Quân giúp ông luôn đồng hành đi chùa mấy cái chùa vậy đó cùng Cao Hấn đến những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hôm nay thăm hoàn cảnh của ông cụ cũng thương ông, gửi cho ông chút ít. Cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân rất nhiều, cảm ơn cô bác anh chị em khán giả luôn ạ.